Điện rưỡi trước chứ. Mà mày không có quẹt đầy đủ hết chưa? Thuốc đầy quẹt cái gì đi. Chuyến này trước nè. Thằng nào nó trước? Chuyến này rồi. Vào trong cốc cây luôn nha. Ờ. Chỗ này này ý. Bên giữa đây chỗ một ngọt đây. Vào đấy khoảng 1 mét nữa. Ôi nhiều lắm tiền ơi. Nhiều lắm. Ném đi. Đủ má cán rồi nhiều lắm. Xuống đây đi. Ta thấy một phát lên khoảng 6-7 con rồi mà. Vứt mũ lên bờ đi. Nổi lên ấm mới mà. Nổi lên dẻo phải muốn ăn con rồi. Chúng lên con này. Nếu xem đoạn dưới nhá. Ờ. Có một con khá to mà. Kẻ chỗ này sâu thế. Đeo xuống đâu. Ấy. À, loại này ngon đấy. Vứt vừa thôi, vứt nhiều lắm, để nó kịp nhìn đâu. Vứt lên bờ hẳn luôn đi, vứt hẳn lên bờ luôn đi. Này. Đây. À, cứ vứt hẳn. Địt, địt mẹ mày. Chạy hả mày. Ờ thế. Đó, quả này chất lượng rồi. Ba phát. Vứt hẳn lên bờ luôn đi. À. Ủa, má bớ nó con luôn. Nổ đây nhỉ. Mình nhặt cá mệt luôn các bạn ạ. À. Con à, nhìn bọn nó xuống mình máu quá nhưng mà mình cầm điện thoại quay đéo dám xuống. Chất lượng rồi. Mẹ tao đéo xuống được à. Có con trôi xuống tiến ơi. Đây này đang nổi bắn nước kìa thấy chưa? Đây đây đây. Tịt. Chất lượng không? À, quả này đúng đáng tiền rồi. Đáng tiền rồi. Chuyến này quả này phát dưới này là đạt ghê. Giờ con nào trôi thì bỏ. Đây này, chạy qua đây ở phía đây. Có một đá cáo.
bơi được ấy. Đây đấy, đây. Đù, pha này đạt ghê. Được rồi, có một con bỏ đi. Trên. Mày làm khó tao mày. Mẹ tao không xuống thôi, tao thấy rồi.